đó là nói hẹn bồ hồi là 28 đó, ảnh nói mằng tranh thủ tới tối hù qua ông la đốt đèn luôn làm, rồi sợ như là bồ hồ xuống quay này kia không có kịp á, cái cha ông nói thì gán đi con, thì người ta xuống thì ví dụ mình gọi cái quả ở này thôi, mình ở đây này, nên là nó đâu có đủ chi phí, nên là mình thôi mình để lót vậy luôn cho mấy đứa nhỏ đi luôn. Chừng nào có cũng được, khóc hoài. Như từ lúc Tết tới giờ, qua cỡ 25 Tết rồi, tới giờ nó quằn hoài, bệnh Tết. Có làm ăn làm uống gì được không chị? Chị hả? Chị năng từ lúc anh cung phụ của bản là chị không làm gì được luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng ở đây là ngôi nhà của chị My và chị Thu. Sau khi được Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì chị My cũng đã có một cái ngôi nhà mới. Đồng thời thì chị Thu cũng đã có một cái phần vốn rất là lớn để mà cắt lại cái ngôi nhà mới. Đó là từ cô Trâm Trần ở Úc và cô Tâm Nguyễn cũng như là tất cả các Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho chị có một cái căn nhà. Giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Dự định của Bùi Hồ là trước Tết sẽ ghé thăm ngôi nhà của chị, xem cái ngôi nhà hoàn thành như thế nào rồi. Nhưng mà do cái công việc cận Tết lu bu quá đó, thì đến ngày mùng 30 âm lịch đó Bùi Hồ mới về đến nhà, nên không thể nào tổng kết cho cô bác quý anh chị xem. Thì hôm nay cũng có dịp tình cờ về lại Long Xuyên á, quay cho cô bác quý anh chị xem luôn về ngôi nhà mới của chị Thu, hai ngôi nhà. Dạ chào anh. Em qua nhà chị Thu trước ha. Khỏe ha anh Tấn. Đây là cái ngôi nhà của chị. Lúc trước thì đặt quay xa ra giùm cái. Lúc trước thì chị Bùi Hồ nói để Bùi Hồ gọi thợ để mà cắt cho, thì chị My với chị Thu nói là thôi để nhà tự xây sở, tự cắt và anh Tấn rồi cắt luôn để tiết kiệm cái phần tiền đó để mà ăn Tết. Thì đây là cái phần mặt dựng ngoài trước ngôi nhà có một cái cửa sổ. Các bác anh chị thấy không? Ồ nay ngôi nhà khang trang quá. Ở đây là cây này là cây ván luôn hả chị? Dạ. À. Có thể mua ngoài trời ngoài cây chỗ ta chưa á. Vậy hả chị không? Mình hoàn thành là bữa trước ngày 28 luôn. Dạ bữa hai trước cỡ 6 7 giờ sáng vậy đó. Tranh thủ. Năm nay gần Tết sao rồi? Vô đủ vô cái nhà không có ăn Tết. Dạ. Có một bánh trái cúng chứ. Dạ. Gạch này là mình mua là gạch nguyên hay là gạch? Dạ gạch nguyên luôn. Gạch nguyên luôn ha. Dạ. Mấy thùng chị? Gần 40 thùng. 40 thùng. Dạ. Gạch màu xanh cũng đẹp quá nè. Dạ. Rồi bé này ra đây ngủ rồi nè. Dạ. Còn nhà này là ngang 4 dài 10 hả chị thôi? Dạ 8. 8. Dạ bây giờ mình 4 dài mình 8. Ủa sao mình không sử dụng là cây sắt mà mình phải sử dụng cây này ta? Làm nhà là nói chung là vừa đủ vừa ấy em đóng không có đủ tiền. Vậy hả? Dạ, vừa làm toilet bên kia nó tùm lum hết trơn. Nên... sao hôm trước đạt là nói tính mấy cây đố sắt là đủ ta? Không có đủ đâu, không có, bởi không đủ mình mới mua ba cái này nè. Phải đủ là mua mẹ luôn kìa. Ra ngoài hỏi hai chị em hỏi ấy quá nên là con này là mình dừng mấy dắt chị? Dạ dừng nè. Đó, nhiêu đây? Bên đó thì mình xây. Đó, mình xây anh Giang bên của cha. Xây mình không có tô luôn hả chị? Dạ, không? Không, nói chung là không có đủ. Mình chỉ lấy vậy thôi, ông đem mấy cái chai nước sơn vậy sơn đi lại không đủ chi phí. Ủa, hôm trước là kinh phí là mình mua tôn hết 8 triệu trước dạ. Rồi mà. Nhờ mà cái gan chút không có đủ nên gạch là mình mua gần 6-7 thiên rồi. Vô nền nè. Đổi vô nền. Vô nền bao nhiêu phố kém? Dạ là cỡ 20 ạ, 20 trên 20 á. Tổng cộng là tại vừa cái nền, tại cái nền của em nó lúng quá đây nè, nó dạt. Đầu cái mình phải đổ thêm ý là đào nhỏ đất nữa, cho hay nếu cát không thì không nào. Hôm trước bà ấy là đạt nó nói là cũng có thể là 20 triệu là xây đủ luôn, đố là đố sắt luôn á. Không đủ nên là nó mình tạm bợ luôn vậy đó. Không đủ hai chị em hỏi rồi xong xuôi rồi hỏi tiền sắt này, cái sắt mà của bên bồ hồ nói đó. Hai chị em ra ngoài hỏi là cũng 5 triệu mấy. Rồi nên là thôi rồi giờ rồi đầu mình không có mấy phan mấy đục trước chứ. Là em tính là đố sắt với lại ton ở dưới này luôn thì 20 triệu là dư dạ, nhiều. Cuối cùng không đủ. Tại vì có ton là 8 triệu mấy là dư rồi. Ton này đó. Chị mua bao nhiêu một 95.000 một mét. Một mét 95.000. Dạ, 95.000. Mua trên kia nhiêu đây? 95.000. Em giao chở đi 95.000 mét. Rồi giờ bởi vậy xây nè, được lót cả tới đây. Còn này là không có đủ tiêu phí nên ba cái thiết cũ á. Cái cha rồi em rồi với chồng làm gì? Dạ.
được còn nữa này, cái mình mới nè, mới đóng cái này thằng em nó với mới đóng giùm hôm qua, này không có. Còn dư được 2 khúc này. Cái em đầu cái vô đi ra mua cái này mình xay mình ống luôn tại vì nó chống lỏng cái gió mấy đứa nhỏ. Ừ. Dạ với cái toilet đó, các anh thấy cái toilet đó em cắt cặp vô đó luôn á. Đâu nè. Nó đó. Toilet bên đó hả? Dạ. À, đây là một cái lối đi ra đúng không? Dạ, lối mình đi ra, nó không có đi trong nhà, lối mình đi ra ngoài đó. Đường này đúng không? Dạ. Nên đó không có đủ luôn, mình không có xây lên, không có mua được xi măng gì trơn. Giờ lót thì đại mấy đứa nhỏ nó đi này, vậy gạch này chị mua bao nhiêu một viên? Dạ, cái này là 1.200. 1.200 viên hả? Dạ. Có hố ga đồ nữa hả? Hết dạ, không chị? Dạ có, nên đầy đủ bởi cái nặng là nặng bà đó đó. À, cái nhà vệ sinh này có hố ga đồ đầy đủ đúng dạ, không? Dạ, dạ. Vốn nhà vệ sinh này là vô hết bao nhiêu tiền? Dạ, vệ sinh này cũng trên 5 triệu này. 6 triệu mấy á? 6 triệu mấy hình Tận? Dạ. À đúng rồi, chứ sao mà anh lúc đó Tận với chị Thu nó chỉ khoảng chừng 1 triệu. Dạ, nên là bởi nên lấy cái tiền tạo mướn mà vậy mà mướn anh Phùng lằng lẳng hết lâu cũng 2 triệu mấy. Tại anh cắt giùm cái toilet đó đó. Mướn cắt toilet với em xây dưới đây nè. Nên là 2 triệu anh là nó không đủ tiêu phí nên em lót thí đại đó. Xây cái này là 6 triệu mấy đúng không? Dạ. À, nó không có đủ. Nó đầu mấy mét anh? Khui cửa hông đi qua đó. 2 mét hả? Ba em á cũng rồi khui mà em thấy nó gần gần trước quá. Em thấy nó gần trước quá trời luôn. Dạ. Dạ. Nó rồi nên cái em mới cha em nó thôi chứ chị á. Nó em sợ đằng trước quá. Cửa hông nhà ngang sông Hành bình thường. À. Em có nghĩa là sau này thì anh bơm cát thêm thôi, bơm nền lên. Bơm cát thêm. Đôn nền lên máy tắt đúng không chị? Dạ, lên máy tắt. À. Dạ lên đó, nên nó mới cao nên tại vì không quay nó thấp quá trời dưới em thấy nó lên thấp quá. Tại vì nếu như mà tính theo cái nền cũ á thì đổ cát nó không có bao nhiêu khối hết á. Dạ dạ. Thì anh chị lên nền máy tắt nữa. Dạ, lên máy tắt nữa. Đúng không? Dạ. Nên thành nữ là nó độn cái chi phí cát lên. Dạ. Lúc đó đâu? Vệ sinh là xây hết 6 triệu nữa rồi. Dạ. Chứ nói bồ hồ là cái lúc trước mình đâu có làm cái này. Mình đâu có làm cái vách này. Ừ. Nên là sợ mấy đứa nhỏ nó đụng cái vách bên bệnh. Cha ngủ nghe khi băng đi hôm mấy đứa nhỏ mà. Nên là mua của mình cũng xây luôn nè. Là vừa đủ không chị? Tiền vừa đủ hết không? Mượn đỡ gì tư đây, ngồi ông xã ông mặn ấy tiền qua tết tính. Theo mà tính luôn á, là còn thiếu là tổng cộng là 2 triệu 1, 2 triệu 2 vậy á. Ừ. Là bắt đầu cái thì cũng nhờ cái đằng... Bà chị đằng này. Nhà. Thì đó đấy, bây giờ á, bây giờ... Thì mua đi là, làm... Giờ không có nhà cho mấy đứa nhỏ nó vô ở thì thôi bây giờ nó cho mượn. Ừ. Rồi gì nào có tiền á thì trả lại cho gì. Thì cũng nhờ bả cho bắt đầu cái mấy làm cho nó hoàn thành luôn cho mấy nhỏ cho nó vô. Mà sao lúc trước mình cái đền vậy thì mình phải cuốn lên cao lên nữa như vậy ạ? Tại không có tiền, nghĩ là không có tiền nên là làm có nhiêu thôi. Nên là thấp vậy thôi, nên là rồi sợ mưa gió kiểu mà mình thấp quá mưa ngoại á bờ hồ nó vô á nó văng vô nhà ai cũng bàn trơn rồi thấy vậy rồi cha nó thôi nếu vậy thì thôi dạ chứ bình thường cắt kiểu kia thì nó 10 mấy triệu là đủ rồi dạ thì quá vậy mình làm đỡ vậy đó đó tối á hồi tối ra hốt đúng rồi Đạt nói đúng là cái này là cái vách này nó phải phủ xuống dưới luôn đúng không? Dạ. Không biết là chị hai là chị nữa là cho cái tính có tiền á bọn họ mua cái tấm cao su á mua cái tấm cao su á cái mình phủ xuống ý, giống như cái máy kết nhỏ để mà mình mưa vậy là nước tạt vô nhà nè. Dạ. Cái này nè là hồi tối này không có hổng gài là không có cái này. Ừ. Rồi cái hôm qua chị em súng đem cát đem đất rồi đó đó ta gà đào rồi đó đem vô đây cái tính trồng bông trồng bông sợ sâu quá. nó là mấy luôn ngủ ở đây em lại chưa chị nhà vệ sinh xây hướng bên đây cũng được dạ rồi mấy đứa bé ngủ em lại chưa nó cũng mấy hồi có tuần nay nó cũng khóc quá trời nó khóc cũng mới gan hai nhỏ mình sao ạ à? Chứ nó giật mình đó sao kỳ vậy ta không biết rồi nên mới vô đây hay mình sao không biết nữa đó thức sáng đêm chắc này mới ngủ được miếng. Ừ. Vậy là nhà mới theo ý nguyện của chị tự cắt luôn thì nó cũng thấy nó cũng vừa ý của mình. Dạ. Rồi cũng mẹ con ra đây rồi anh có về không? Dạ có, cho có rồi chúng tôi hồi nãy ở bên công ty nó điện quá trời rồi
rồi nên hồi sớm giờ hai cha con đi nữa rồi. Đi rồi hả? Dạ, đi nãy giờ trước bộ hồ điện mi bánh. Đi chừng khoảng nửa tiếng là bộ hồ tới. Dạ, phải sớm chứ hồi như hồi sáng thì còn gạch ầm gặp hai cha con. Tại vì ổng như kiểu giờ có bảo hiểm này kia đó, ổng mặn bệnh như bây giờ mình phải theo người ta chứ mình theo mình không được. Ta kêu giờ nào thì mình đi giờ nấy. Nên ổng đi hai mẹ con. Qua ổng chạy kìa. Hai mẹ con chạy rồi muối xả, muối nè, hai mẹ mấy con ăn. Thì anh nói làm không dư sao không chịu ở đây để mà kiếm một cái công việc gì đó làm. Anh đi chạy. Giao cha chồng nè. Sáng dạ. Sáng hái nấu canh rồi vậy đó. Vậy không thôi hai cha con chạy rồi đi rồi. Thì chị có tính đi lên trên đó không? Nếu mà công mặn đi như là mình kiếm công chuyện gì mình mặn được thì cũng mặn đây đằng kia là mình cũng về có nhà này chứ mấy đứa nó ở cũng thoải mái hơn trên trển. Trển giờ như là mới đầu năm bồ hồ vô mặn cũng không có... Không có việc? Dạ, không có gì. Có nhà mừng dữ không? Anh về mừng dữ không chị? Dạ, anh về anh mừng. Anh nói thì giờ anh không lo không được, giờ nhờ vậy thì nên anh cũng mừng lắm mà. Anh tính ở đây đặng gặp bồ hồ cho biết. Nên là giờ điện xa điện quá trời, sợ anh nghỉ bất tử đó. Nên là điện quá rồi thôi, anh nói thôi vậy thôi để anh đi. Thì trong anh đi chưa được nửa tiếng hồi sau là bộ hồ điện rồi mở ba nó mới nói. Ba mới nói là bộ hồ ghé chơi. Rồi nó phải nói mà đi hồi sáng bộ hồ phải ghé đi, đặng này kia có ổng nhà này kia gặp nó ấy hơn. Rồi không có kịp. Thôi không có duyên thì thôi, khi nào gặp chứ gì. Dạ. Thì bây giờ là anh về ăn Tết được mấy ngày? Bữa anh về hình như cũng 20. 20? Dạ, 20. Anh có phụ xây luôn? Dạ, dạ có. Dạ, anh làm tới bữa 6, 7 giờ sáng, 28 mới rồi. Đó, là nói hẹn bộ hồ là 28 đó. Anh nói mặn tranh thủ tới hù qua, ông la đốt đèn luôn làm. Rồi sợ như là bộ hồ xuống quay này kia không có kịp á. Cái cha ông nói thì gán đi con, thì người ta xuống thì ví dụ mình gọi cái quả ở này thôi, mình ở đây nè. Nên là nó đâu có đủ chi phí nên là mình thôi mình để lót vậy luôn cho mấy đứa nhỏ đi luôn. Chừng nào có tiền tính sao. Dạ. Tết năm nay nói chung cũng không có cúng quải nói anh chung. Về có dư giả gì không? Về hai cha con còn được 200 mấy chục ngàn. Nên là không có cho tiền, đâu có tiền đâu cho thêm rồi nãy cái tiền đó đó. Nên là anh đổ xăng hai cha con đi rồi. Là còn mà dư là má hổng là lúc mà bồ đưa 20. Giờ với cô đó cho còn dư được mấy triệu nhập vô là ý là còn gì cũng không đủ á. Tại vì nói bồ hồ là cái vách mình không có xây. Thứ nhất là cái toilet cũng không có. Dạ. Dạ, phải không? Đúng rồi. Đó, là lấy cái phần tiền của mấy cô đó nó cho. Rồi lần này không có dám thì xài. Em nói là ủa dạ. Tự nhiên em bất ngờ vô, em bất ngờ là nói sao mà xây không đủ tiền 20 triệu là dư luôn. Dạ thì dư, nói chung nhưng là dư. Nhưng mà sau này tại vì xây phát sinh cái toilet ra 6 dạ, triệu 6 rồi. Triệu. Rồi đôn nền cao lên nữa. Dạ. Anh nói là nó cũng mỗi cái nhà cất mỗi cái nó hao hụt quá. Dạ. Nên là cái chút nên thôi thì bây giờ mình cố gắng mình làm từ từ lại mình dạ. Làm lại cái cuộc sống mới dạ. Chị có muốn nói gì với lại tất cả các cô các chú Mạnh Thường Quân không? Như con thì cũng cảm ơn các cô các chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mẹ con được có cái nhà ấm cúng gì là con mừng lắm rồi. Ừ. Dạ thôi cố gắng làm ăn ha chị ha. Dạ cũng cảm ơn bùa hồ. Các cô các chú cũng sẽ ủng hộ những cái hoàn cảnh khác nữa. Dạ. Chị thì cũng cố gắng chăm em bé, anh làm thì gửi tiền về để mà làm một cái công việc gì đó cho nó ổn định hơn tí yeah, ha. Dạ. Yeah. Thôi để em qua nhà chị My cái gặp nhà cũng mừng quá trời luôn. Dạ. Yeah. Cũng cũng có cây giống như là nhà của chị My á yeah. Nhưng mà được cái là có tường này nè yeah. Để ngăn cản cái phần cho các bé nó không có bị dỗ tôn nữa. Dạ. Yeah. Mà em sợ mà trước này là mưa thôi, mình yeah. Là tay ngang mà. Dạ. Yeah. Tại vì đại để đi chừng nào ảnh có tiền cái mình mua cái đó mình xuống thôi dài chút mình phủ xuống. Dạ. Ủa bé chị My quá quá hả mày rồi à. Sao khóc vậy ạ? Hai đứa Tết nhất giờ mà bệnh hoài à, bệnh miết luôn vậy đó. Vậy hả? Bệnh gì hả chị? Bệnh hả? Nó thì không biết lý do cái miệng nó sưng như ruột, còn em nó ăn vô là ói nha. Chị cũng biết nữa, sốt xong rồi ăn vô cứ ói, ăn vô ói, nó đói bụng nó ăn rồi xong rồi nó ói. Đâu cái miệng đó đâu? Nó bị sưng cái mỏ. Sưng cái núng á, chắc vậy do nên viêm núng hay sao. Rồi nghe nói là có đi bệnh viện gì không? Dạ không, đâu có tiền đâu đi.
chị hai cho chút đỉnh tiền, cái chị qua đây chị mua thuốc cho nó uống chút đỉnh vô rồi đó. Ừ. Sáng giờ cũng vậy, nó bú cũng được, rồi ăn uống cũng được, khóc hoài. Nhưng từ lúc Tết tới giờ, mua cỡ 25 Tết rồi, tới giờ nó quằn hoài, bệnh Tết. Có làm ăn làm uống gì được không chị? Chị hả? Chị từ lúc anh phụ bệnh là chị không làm gì được luôn. Đâu có đi bán được, tại vì anh phải phụ chị hai đâu có người phụ đâu. Dạ. Mướn thì không có tiền mướn. Đó. Rồi bán được mấy bữa chị ngưng tới giờ luôn, rồi đem vô nhà luôn tới giờ. Rồi có tính khi nào mình bán nước mía với lại cái viên chiên đồ lại có xe rồi sẵn hết nè? Có, phải phải có tiền mình mới xây sở được nữa, tại giờ nhà chưa có đồng tiền để xây sở mà. Có thì chị cũng buôn bán lại hả? Tại giờ để anh cưng đi làm giấy tờ cho ổn rồi xin việc làm của người ta được đi rồi làm có đồng tiền đó. Rồi lúc đó là chị cũng buôn bán lại. Bây giờ hiện tại chị ngưng rồi. Tại vì như người ta có tiền á là người ta sẽ bán, người ta có tiền để xây trong nhà. Còn đây mình không có tiền á, cái bán đó cái anh thì không có việc làm, cứ bu vô cái đồng tiền đó rồi mua sữa, mua gạo, mua này kia trong nhà. Cái tự nhiên nó hụt từ từ, hụt dần với hết tiền vốn luôn. Hôm trước là mua nước mía là mình còn nhiêu vốn ta? 3.500.000. 3.500.000 rồi về chị mua bàn, mua nồi, mua không có mua chảo nha, mua bếp ga, mua đồ đựng, với mua kẹp, mua ly, mua ống hút, mua này kia, nói chung là cũng 1.000.000+. Rồi chị có nói với cưng phần trong tin nhắn, chị nói là chị có gửi cho cô chú, tại vì chị mua sữa sùng em có thiếu 1.500.000 đó, chị có gửi cho người ta đó. Rồi bởi vậy mới hụt tiền thôi. Chị nói cái cô ba hỏi là chị có nhà bà, xây nhà vệ sinh gì đó có không rành. Hôm trước cô ba điện có ấy lên rồi, xây rồi chị hả? Xây rồi nhưng mà không có tô, chị có lót gạch ở dưới đó, không có tô. Đem vô xem luôn đi. Có xây cao lên rồi che lại rồi. Dạ, nhưng mà không có lót gạch hết. Còn không có lót gạch hết thôi. Không có lót hết hả chị? Không có lót gạch hết hả? Trời ơi, ăn Tết chị cúng ngày cúng mẹ ông bà thôi chứ không có làm gì hết á. Chị cũng không có về nhà mẹ nữa mà. Hôm trước sao mình xây cái phần ở đằng sau này nó lớn với vậy ta? Mình chừa đã chứa củi thôi à? Không phải. Nữa chị có tiền chị xây phòng cho ba ở đây. Nữa là tính là qua Tết anh làm có tiền là xây một cái phòng nhỏ đây đặng gần toilet cho ba đi tới đi lui cho dễ. Là chị làm cái nhà ngoài sau này là bao nhiêu chị My? Cái nhà này với cái buồng luôn, với cái lót gạch ở trước luôn á, với tiền thợ luôn là 20. Gần 20.000.000 luôn. Tiền thiết, bởi vậy thiết này nặng chị mới không dám cho chị hai mua đó. Nặng lắm. Hình nữa là mình bị nhốt vốn cái phần này nữa nè. Nhốt cái phần này nè. Nhưng mà có cái là vậy nè, nghĩ là nhà sau bền, lỡ như không có tiền đi nhà sau được, trọn vẹn cho ba ở nhà sau cho nó kiên cố hơn nhà trước. Đó. Là chị là nửa định gáy cái phòng nhỏ đây cho ba ông dưỡng nhà ông ngủ ở đây nè. Đặng cho dễ. Nó qua Tết hai chồng cũng gắng lại có giấy tờ đặng anh vô công ty lại đặng làm. Dạ. Đó. Rồi mới xây vậy mới để vậy chứ. Cái này là cái cửa mình đó hả? Cũng vậy, chưa làm cửa được, chị ấy miếng bạc tại cũng không có ai. Cũng có dán gạch rồi đó hả chị? Dán gạch đâu rồi, còn một phần mà chưa có dán lên trên đó. Cũng chưa có dán được. Thang cũng cao kìa. Ừ. Nhưng mà trên này chưa có tô. Không có tô. Phải có tô làm cửa lại. Ừ. Này là gì đây chị? Vậy cũng được, nấu trà. Không có ấm đâu, nấu trà vậy đó rồi pha mới nhỏ uống. Nấu trà không có ấm trà hả? Nấu hôm nay mình ăn cơm gì? Hả? Hôm nay hả? Đây. Dạ. Tết anh cứ nào đi bắt cá, đâu có thịt cá gì đâu. Đi bắt cá, đi chài cá đồ này kia với mấy cháu. Dạ. Cúng ông bà ngày là mừng rồi, được cúng mẹ trọn vẹn được bữa đầy đủ như thịt kho, hộp vịt với hổ qua là xong. Có đi về quê món truyền thống. Không cưng, đâu có tiền đâu về. Về điện ngoại đó, ngoại đừng có buồn. Nói gán đi năm tới đi, vợ chồng con làm có tiền khá giả về rồi cũng có tiền lì xì ngoại út đỉnh rồi này kia cho ngoại vui. Bé bệnh gì? Nè, nó sưng kiểu hiểu, bữa nay nó bớt rồi nè, nó sưng hết trơn cái mỏ lên luôn vậy đó. Ủa nhưng mà ăn cái gì mà sưng ta? Nó đâu có ăn gì đâu, chỉ là ăn cơm bình thường mình thôi à. Mà nó hô là đau, đau cái miệng. Cái xong chị mới coi là chị nghĩ là nó đau răng bình thường, nó cắn đầu cứng này kia đi. Cái xong cũng không để ý, đi qua hôm sau có sưng bên đây trước, qua hôm sau sưng hết cái mỏ luôn. Có thằng nhí đó, thằng em nó nặng là nó ói. Nó cứ, nó đau bụng thấy tội vậy đó. Rồi uống thuốc gì? Chị mua thuốc mà dạng như nói thì người ta đưa cho gì, dạng như mà thuốc tiêu để cho bé uống, sợ nó không tiêu này kia vậy, tại đâu có khám ra bệnh đâu biết. Là không có đi bác sĩ khám? Không, không có đi.
chị qua chị hai cho tiền, thấy nó ói quá trời cái hai cho tiền mua vài bịch thuốc cho nó uống rồi chạy qua bên tiệm thuốc tây bên đầu cầu đó. Thì anh có tính xin đi làm hồ gì không anh Tử? Không, nếu mà có giấy tờ thì vô công ty làm. Làm ở đâu anh? Tính qua đây nè anh Tử. Lên trên Bình Hòa làm. Trong thu công nghiệp trên đây nè. Xong chưa chị? Chưa, đang đợi. Đi ra ngoài xã hỏi rồi ngày mai người ta làm việc mình đi ra ngoài mình hỏi nữa nè. Trước Tết là đi hỏi rồi, ta hô là 3 tháng. Mà giờ đã 3 tháng mấy rồi. Đi hỏi rồi đó. Rồi tính thời gian tới có bán nước mía bán gì không, rồi mua xe nước mía là sao? Tại vì không có vốn gì. Tại cũng phải bán chứ, nhưng mà mặt bằng mình không có ổn định. Vừa đó, rồi chỗ nghỉ sắp xếp không được ký. Đâu có được ký giấy phép đâu. Phải nghe nói sắp xếp chỗ đó phải có được ký giấy tờ hôm trơn. Hôm trước là nói anh nói được thôi mà. Nhưng mà mình xin thì được, nhưng mà đợi ký giấy thì không được. Nhưng tại cuối năm ta không có ký giấy cho mình được hay sao mình không biết. Đợi đầu năm nay đi. Chứ để vốn mấy cô ủng hộ mà. Thì đó. Không bán thì mấy cô buồn đó. Thì đúng rồi. Trời, chị bán không được chị buồn gần chết vậy đó. Mà đi vô công viên bán gì nói cưng hả, nó vắng không thể tưởng tượng được luôn. Trời ơi. Bệnh ốm nhôm. Nay nhìn ốm hơn lúc mà còn ở em gặp bữa đầu tại tiên. Tại ói, đó. Ói không à. Cứ đói bụng mà ăn rồi ói không à. Ăn ói hết hả? Nó ăn vô là nó ói à. Cũng chị cũng không biết nữa. Đi, đừng con. Đừng con. Rồi chị nói thôi. Trời đi gán đi rồi cầm cự qua Tết đi rồi cái buôn bán lại chút đỉnh. Anh đi làm công ty chị vừa giữ vừa bán được rồi để anh làm công ty. Đúng rồi, chị vừa giữ vừa bán anh làm công ty chứ. Cho hai người đi làm công ty hết em bé đâu gửi đâu được, gửi lại tốn tiền nữa. Đúng rồi. Giờ miếng gửi chịu gửi hai cái này là từ 6 triệu. Ở quê mình thì chị chưa biết, còn ở chợ này khác thôi. Ở quê mình thì rẻ. Như sữa tả này kia luôn á. Tháng à? Hai đứa. Không, ở quê mình nghe nó rẻ lắm. Ở quê mình có mấy trăm ngàn à. Còn ở chợ thì chị không biết. Ở chợ anh Bình Dương thì nó vậy chứ quê mình nghe rẻ. Mà mình chưa hỏi. Chị nói nếu mà rẻ thì chị cũng, nếu mà được thì mình gửi cho nó đi học, thằng lớn nó đi học được. Còn nhỏ thì mình giữ một đứa. Như đó. Cho đi học được. Nghe nói quê rẻ mà chị chưa hỏi được. Mấy cô mấy chú ngoài kia cũng nói ở đây giữ rẻ à, con ấy đi qua Tết ổn định đi rồi con gửi một đứa đi rồi đó, rồi con bán nó đỡ hơn là giữ hai đứa sao mày bán được. Thì qua Tết mình tính xoay sở thêm. Dạ. Hôm nay thì cô ba ở Phần Lan á có gửi cho gia đình mình 1 triệu nè để mua thuốc cho các bé á chị. Chị em gửi để mà. Rồi chị cảm ơn. Trời. Cô cho tuổi thờ đúng không? Ừ. Con cảm ơn cô ba, tại chị không biết cô thứ mấy. Con dạ, cảm ơn cô ba nhiều lắm. Để mua thuốc cho các bé đồ uống. Như con hả? Chị cắt sữa luôn rồi, chị không đâu uống sữa nữa. Chị cắt sữa luôn rồi. Chị nói thôi. Anh không ngày có mò cua bắt ốc gì được không? Có đi bắt cá không mỗi ngày. Không có bán mà trong nhà ăn. Tại vì hai bên đều ăn hết này, đâu có bán được. Chị hai rồi này kia muốn kiếm cá ăn đỡ tiền xíu. Thôi cố gắng đi để 1-2 tháng nữa coi mình có đổi ra cuộc sống mình nó có đổi khác hơn không? Nếu mà được ổn định là chắc có qua tháng. Chị nè, không biết lý do nè. Cái tay cứ nổi lên là bị gom mủ. Bị mủ nhất rồi lành chỗ này thì bị chỗ khác. Vậy đó. Không biết là bị gì. Đó, xong mới nói chắc tại thịt độc này kia chị cũng không để ý nữa. Nhất không thể tưởng tượng luôn. Cứ nổi cái mục nước bình thường thôi. Cái chị hai rồi nói chắc tại vì phụ nhà là xi măng mấy đứa bé nó ấy rồi chị ấy nó bị xi măng ăn á. Mình không biết, chị cũng biết nữa, nổi lên cái mục ngứa cái chị ngắt đi, chị nặng nước ra đi là nó bị tôm mủ cho đó là. Đó. Nhất cũng chết luôn, nói ủa gì kỳ cục rồi đó, giờ đâu có tiền bị đâu, giờ bị tùm lum la hết. Thôi hôm nay em đến đây thăm gia đình của chị Thu với lại chị luôn. Thì cố gắng ha chị ha. Thời gian tới mong cuộc sống của anh chị sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Các bé cho nó được có sức khỏe để anh chị có thể yên tâm làm ăn. Chị dạ. Chị nói nhiều lúc chị buồn, chị nói cô chú đồ ủng hộ cho chị á, xe nước mía, xe bò viên mà lại buôn bán không được. Thì lại sợ là cô chú buồn này kia nó giúp đỡ cho nó tới cái nghề mà tại sao nó không làm được. Rồi này kia làm thất vọng nữa. Chị buồn lắm chứ, nhìn đâu có ngủ nghe gì được đâu. Con cái bệnh rồi tiền bạc mình không có rồi nhiều lúc hả, suy nghĩ túng quẫn.
buồn mà nói cô chú á, giúp đỡ con gắng à, thế nào con cũng vượt lên được à, mà một ngày nào đó thôi, tại bây giờ đầu mà mình buôn bán cái gì cũng bấp bênh chứ không có làm được, tại vì mới như chị của chị á. Từ anh đi bán vé số rồi xem sao. Bây giờ ví dụ như bây giờ ngày mai mình chạy ra ngoài mình hỏi coi, miễn mà có thì mình làm luôn. Còn nếu không anh Cưng cũng kiếm việc làm ở đây, chạy gạch đồ này kia. Dạ, ở đây nè, ở đây có xe gạch đó. Đúng rồi, công việc nào nó có tiền liền á, có vốn liền á, để mình đừng mua thuốc men rồi cho con mình uống nữa. Rồi sau đó mình có vốn từ từ mình xây sở lên. Đây con, từ ít mình mới đẻ ra nhiều được. Xong. Chứ bây giờ mình ở không thì cũng không có làm gì. Đúng rồi, mình ở không thì nó ấy. Nếu mà mình chờ trong giấy tờ thì mà không biết chuyện nào mới có. Thôi bây giờ mời mình đi ra ngoài mình coi, mình ra làm việc đó. Dạ. Con à, cầm đàng hoàng con. Dạ. Thôi chúc cho anh chị đồ cố gắng giữ gìn sức khỏe ha. Làm ăn sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Chúc cho các bé nó có một cái sức khỏe tốt để anh chị yên tâm làm ăn. Thì Mười Hồ cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, cô Trâm Trần ở Úc, rồi cô Tâm Nguyễn ở Mỹ, rồi tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ cho gia đình của anh với chị, cũng như là cô My rồi. Xin chúc cô, tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân sức khỏe, an lạc. Thôi em xin chào gia đình mình luôn ha chị. Đúng rồi, chị cảm ơn. Con cảm ơn mạnh thường quân trong nước, ngoài nước đã giúp đỡ vợ chồng con năm mới. Chúc cô chú anh chị có nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Rồi cảm ơn chị luôn. Rồi con đi mua thuốc cho bé đi chị. Lát chợ chị chở nó đi khám luôn à. Dạ chở đi khám. Chứ để ói hoài chị cũng lo nữa, chị sợ bao tử nó có vấn đề, tại vì cỡ nửa tháng rồi.